Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một cái dòng sản phẩm, đó là đàn nhị đôn hoàng cao cấp gỗ chắc. Vâng, sau đây mình xin được đập hộp nó. Đây là một cây gửi về cho một vị khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. À, đầu tiên là bên ngoài này nó sẽ có một cái dây đeo, dây quai này. Cái dây này dùng để mắc vào các cái vị trí này để chúng ta đeo lên người. Cái này thì không, các bạn dở ra sẽ biết cách để làm thôi. Một chiếc bao rất là cứng. Vĩ đàn này. Cây đàn này. Và bao đàn. Và bây giờ thì xin đến test âm thanh của cây đàn nhá. À, mời các bạn xem qua mẫu mã của nó. Vân gỗ rất đẹp nhá. Mặt da trần cũng được lựa chọn, đây là mã số để đảm bảo là hàng chính hãng, còn đây là tem nhãn của Đôn Hoàng đây. Đó. Rất đẹp. Nhìn cái đầu rồi bây giờ xin đến tại âm thanh của nó. Không thể thiếu được cái lót ở dưới dưới ngựa nhá. Không có lót vào là nó sẽ bị rè, tiếng nó sẽ có bị rè đấy. Lót vào nó sẽ êm hơn. Cái vĩ này nó mới nên là nó chưa được ăn nhựa thông lắm. Nên là nó tiếng nó nên là nó cứ bị chưa 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 được bắt 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 dây lắm. Vâng,
Rất rất hay. Âm thanh rất đẹp. Vâng, vừa rồi thì mình đã test qua âm thanh của cây đàn đó. Các bạn đấy nghe trực tiếp âm thanh mộc của nó và đấy nhìn trực tiếp video thì mong rằng các bạn sẽ tìm được một cái sản phẩm như ý muốn, vừa với khả năng tài chính của mình và đạt được cái đẳng cấp của một cái cây đàn để mình đi biểu diễn kiếm tiền. Ôi, cảm ơn các bạn đã vừa xem xong video này. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.